Cả chợ giờ có mỗi chỗ này mát nhất. Ôi. Vào đây cái tỉnh cả người. Đấy, báo giá từ xa mà đi anh, tí nữa lại cho dễ. Đâu nhỉ? Từ cây gì nhỉ? Từ cái mẫu đơn kia đúng không? Từ cái mẫu đơn kia trở lại. Đấy, cái mẫu đơn là bao tiền anh? Giá mét 8 triệu. Đó, cái mẫu đơn chụp cái kiểu tí nữa là xem. Anh cây... bánh mì nóng đấy các ông ơi. Ừ. Bánh mì nóng. Cây si. Si 2 triệu rưỡi. Duối. Duối 1,2 triệu. Tùng. Tùng 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Đây cái xanh. Xanh 2 triệu. 2 triệu. Si 2 triệu. Rồi, hết đúng không? Đấy, làm loạt chứ. Ai nhớ được giá thì nhớ. Bác à, mở hàng chứ bác. Tác nghiệp thì bác sẽ vui. 8 triệu này thôi. Úi giời. Giữa đường đi rồi. Hôm nay mày có ai về trên nhà không tôi ạ? Có mấy tháng rồi chưa về. Mấy tháng rồi. Có gọi điện thoại thôi, Zalo. Con cái nó bé quá bác ạ, rất là ngại về. Ôi, người dễ quá đẹp luôn. May quá ăn được điếu thuốc tỉnh người. Thật lắm. Cây mẫu đơn đẹp. Cảnh vui. Cây của anh Hiếu các bác nhá. Quên mới không bảo đọc số. Suối. Tùng khá là già các bác. Già. Này mà vé bóng là cái này có bóng ngay vì là dữ liệu có rồi. Xanh quê. Chào nghệ sĩ Công Tị. Dạo này không được quay cây của ông lần nào này. Chất si thì nuôi hơi sướng ấy. Chất si thì nuôi thích. Mẫm. Rồi cúc hồng. Ôi lá này. Quá nhỉ. Lá thích lắm. Lá rất đẹp. Lá như cúc ngọc. Cốt cho bàn sau nhưng mà đấy. Cái cảm quan nhìn cái lá này. Cốt của nó nhìn ghê phết này. Cái chất si này nuôi rất sướng nhá. Lá đẹp. Lá đẹp. Đấy. Rồi hạt rẻ. Đọc số đấy. Đọc số. 0983 0983 16 16 16 16 98 98 số đẹp nhỉ. Đấy. Ai mua sổ cũng bán nốt. Số đẹp này bán cây rẻ. Nhưng mà kết bộ dâu thật. Bộ dâu đẹp. Đấy. Nhưng mà người ta lại mua người bỏ mẹ. Thằng em chung thì nó lại để dâu nó đẹp hơn. Mình phải kém nó tí. Không, dâu mình mượt hơn. Dâu mình không phải chải. Chung là dâu xoăn. Hiếu dâu thì bỏ mẹ. Gia đình anh là gia đình dâu. Nhưng mà nó dâu đẹp đấy các bạn ạ. Ngày xưa ông nội anh dâu dài quá này. Mình có dâu là thêm kiểu thêm một tay. Như chú cũng phải để dâu. Nhưng mà không đẹp bằng dâu anh. Chú xong lại để dâu đây phải đẹp anh. Anh là thừa rồi. Chết rồi để dâu rồi chết. Cây đây cây của anh Việt và làm gì nhỉ, tường vi ghép bằng lăng. Hoa thì hoa tường vi nhưng mà thân là thân bằng lăng. Có mười mấy triệu ấy, 12 triệu. Cây của anh Việt quay khá nhiều lần rồi. Anh Việt với anh Hiếu là nhà cạnh nhau, có thể gọi cho anh Hiếu để hỏi cây anh Việt được nhá bác nhá. Có thể gọi anh Hiếu để hỏi cây anh Việt. Đây là cây anh Việt lúc hoa rất là nhiều. Lá đẹp nha.
đấy, nhường chỗ cho ô tô cái. Ở giữa đường các nhiều khi cứ lổm nhổm lổm nhổm. À, từ trước vặt mất nửa buổi anh nhỉ. À. Giờ là bao tiền đấy anh? Giờ là bao tiền đấy? 2 triệu. 2 triệu. Đúng là kim tiền đấy nhỉ? Kim tiền. Đây ở trong ở trên cái chỗ này rất thiên nhiên. Thiên nhiên luôn. Thiên nhiên rất tự nhiên. Đều. Đều tâm tắc. Cây này mà sắp đến Noel làm thay cái thông Noel được ấy. Cứ hề hề nhiều khi hơi nói tục thì con cũng cảm ra chợ vui. Cái tiểu cảnh trong vùng này cho đây dễ về. Đúng rồi. Có này. 2 triệu đồng. Cây này thì vẫn là ấy nhỉ? Vẫn là 10 hay là 10 mấy nhỉ? Phải nhớ. 11 à. Đấy thì cái chậu nó đã mấy triệu rồi này. Chậu đắt tiền. Kêu đang ở bỏ chậu ra cho đỡ tiền rồi quá. Chậu mất rồi 3-4 triệu. Đấy, trừ chậu đi là còn khoảng gần 10 đồng thôi. Khoảng 8 đồng thôi. Ok các bạn, sang đây. À mà còn một cái xe này mình chưa quay. Hôm nay nhiều cây quá. Trinh, thôi đây, không biết luôn là ông Trinh, mình không biết ông nào đâu. Có thể biết mặt, không biết tên. Giấy khá đẹp. À đây rồi. Đấy, bao tiền đấy anh Lê Minh Tuấn? 3 đồng rưỡi, mất tiền đây nhỉ. Cái chậu hơi cục mịch thôi, nhưng mà cây là rất đẹp đẹp. Đây gọi Lê Minh Tuấn. Còn một mai tốt nhé. Có cái lọ là chắc không ai có cái lọ này. Phiên to này mà này thiếu trương, tưởng xe ở trương không phải. Đây cũng của anh đúng không? Đấy, cái này thì bao nhiêu? Xanh 5 triệu. 5 triệu. Đấy, xanh 5 điền. Số nha. Nổ thốn. 0919 833 608 nha. 608. Cho mượn cái xi này xem có gì không? Thấy vách này. 1 triệu. Ừ, tay chuột. Rồi biết rồi. Ôi giời. Tay mình đã vướng rồi. Rồi, qua gian hàng của Lê Minh Tuấn đến bây giờ mới đến cái ô tô một số hồi nãy. Thích mỗi cái xi. Nhìn từ xa thấy thích cái xi, lại gần xem sao. Gian nan lắm nhỉ. Cứ mạnh dạn xin cửa, bỏng tay đấy. Người còn không, người thế chậu phơi một tí bỏng tay người thì vừa nãy giờ tôi cũng phải quay lướt các bạn. Nhiều khi các bạn thông cảm thôi nhé, vất vả lắm, có ăn bạc thước gì đâu. Đấy, cứ phải luồn lách chứ không phải là được đi thoải mái như nhà vườn đâu. Định cầm cái chậu xoay mà nó nóng quá. Thôi chả biết bao nhiêu tiền á. Úi giời. Tí nữa thì quay trả lại sau. Sam núi, Sam hoa các bạn, hoa. Đấy, bây giờ lại tìm đường ra này. Sang cây chung dâu, sang cây chung dâu đi. Giang đang phân bua về chuyện sới bãi lệ phí. Không hỏi à. Đấy, cây chuối cũng rất là lạ. Cây chuối rất lạ, ngồi đá thấm. Xì cốt vách khá là đẹp. Đấy, vách đẹp. Cây làm cây cổ thụ rất là đẹp các bác.
chú dâu, chú dâu đang bận, chú bác không cả. Đang họp chợ lệ phí này. Mỏng mỏng mà, đĩa rất mỏng. Chú bác có nhìn rõ không? Tôi chỉ đùa như thế, không đứng vào được. Đấy, một cây nuôi rất hay. Cây xin. Cây suối nhiều như bàn tay Phật này, rất hay này. Hoặc là như bác tưởng tượng đốm lửa nó cháy lên. Liên tưởng đến bài hát Eternal Flame ấy. Ngọn lửa cháy mãi của gì đấy, chẳng nhớ. Bác nhìn thấy đúng không? Nó như cái lửa. Hoặc tưởng tượng bàn tay này được. Chúng dâu các bác nhé. Sau các bác mạnh dạn tự hỏi số nhé. Đang có tí bất đồng. Đẹp, cái dưới đẹp. Sụp. Sụp. Rất là quái. Căng thẳng quá nhỉ. Ok các bác, như vậy là xong một vòng chợ các bác. Có thể có những thiếu sót hay là chưa kỹ thì các bác thông cảm nhé. Tôi ngất rồi, không thể chịu nữa. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đấy, tay run hết cái này.